19 đến nay, Covid-19 đã gây ra biết bao khó khăn, thách thức cho cả thế giới nói chung và đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng. Trong hoàn cảnh dịch bệnh, người dân cả nước vẫn luôn nỗ lực nâng cao ý thức chống dịch, tuân thủ các quy tắc của chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Mang trong mình sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết cùng niềm tự hào kiêu hãnh của thời cơ nước Việt. Và bất ngờ rất mạnh mẽ mà thiếu đâu đó những tiếng vỗ tay thật lớn từ tất cả mọi người.